Thưa quý vị, đây là quốc lộ 49 hướng về thành phố Huế đây quý vị, về cầu Tuần. Trời rất là nắng. Bây giờ tầm 11:30 á. 10:30. Ở cái chỗ này quý vị thấy có cái khu du lịch sinh thái thác Chín Chàng, khe đây, bãi tắm Cuộc Gạo, đi vào khu vực này. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đi qua cái cầu treo. Chỗ này ở xã Bình Thành thuộc thị xã Hương Trà quý vị. Chúng ta thấy là có cả cái dây và cái ổ treo của rồi cũng bằng bê tông khá là to. Có cái cầu treo rất là đẹp đây. Cả cái dây treo bằng thép, chỉ có cả cái dây chính thì bằng các cái bộ cáp. Bề rộng cầu thì tầm cỡ 5 mét. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào cái khe đầy. Trước mặt chúng ta là trường tiểu học Bình Thành. Bên này là thôn Tam Hiệp. Chợ Bình Thành quý vị. Bãi tắm Cuộc Gạo khe đầy đi hướng này 3,5 km nữa. Quý vị thấy bà con nuôi ong mật trong các cái khu rừng tràm, rừng nhân tạo. Ở chỗ này là ngã ba có hai hướng quý vị. Hướng này thì đi thẳng là thác Chín Chàng khe đầy, còn rẽ trái là cái thác Trược cũng khe đầy luôn. Bây giờ đi thẳng chúng ta qua cái thác Chín Chàng. Chín Chàng đang đợi chín nàng. Rốt cuộc ra bên cũng vào tới quý vị. Đúng là chạy dưới nắng ra mồ hôi, mệt bợ hơi tai. Trước mặt chúng ta là cái khu du lịch sinh thái suối khe đầy Hồng Hưng, bãi tắm Bờ Hiếu, Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Có số điện thoại nghiêm chỉnh quý vị. Quý vị thấy đường đi ô tô 30 chỗ vẫn được, xe con nữa. Dưới kia là một cái khu vực suối nước, nhìn từ trên này nhìn xuống cũng khá trong xanh. Trở lên cái gặp cái bể nướng gà liền. Em cái con gà này ở đây nếu tính giá thì còn mấy em? 250 lông mê nổ miếng nữa cũng được ha. Anh cảm ơn nha. Đây là cây quán của em đó hả? Hồng Hưng hả? Bên kia quý vị, cái hồ rộng, cái thác nước đẹp chưa. Lên đây rồi. Dạ. Có cái cầu nhỏ nhỏ đi qua rất là khí thế. Nước trong xanh.
À, bé đi bé. À. Cũng đẹp quý vị ha. À, các cái chòi bằng tranh tre nữa lá. Nước thì còn khá là trong. Chưa tắm. À, bên kia còn tranh tre nữa lá quý vị. Trời này nắng quá, xuống đây tắm chắc là mệt lắm. Bên giờ vừa đi lên tới chưa hồi phục được cái hơi chạy lên chạy xuống nắng giữa đường. Đây quý vị thấy cái sạp tranh, người ta còn lót cả bạc bên dưới để cho đỡ dột. Chờ nhà mình đường chưa còn vài ngón nữa. Mới còn thang. Mới còn thang chưa có gì hết à? Bình Thành, xã Hương Cà, thị xã suối Khe Đầy. Đi qua khu vực này nè quý vị. Đây có cái chòi. Ồ, đằng kia nè đẹp quá. Đi đâu cho xa, ở Huế lên Bình Thành cũng gần. Từ thành phố Huế mà lên đây tầm cỡ 30 mấy cây quý vị. À thầy. À. Thầy. Em à. Dạ. Thầy cứ làm đi, thầy cứ làm đi. Em nghe cái tiếng cứ quen quen đi nhá. Ồ, rất là đẹp quý vị. Đã chập trùng luôn. Lượm chậm. Chưa đổ lửa luôn à? Chào Đức Cương rồi, quả gà gân đỏ đó này, mè quả cũng đỏ đấy, Đức Cương quả thứ mè đỏ. Nai rồi, nai rừng. Nai hay là gì? Nai hay là gì? Đang chụp ảnh selfie. Rồi tiếp tục đi khám phá quý vị. Đang chờ đồ nướng chưa chín. Nước chảy. Lóc rách rất là đẹp. Quý vị thấy bà con đem cái loa kéo đi hạt để chơi luôn. Trên này quán đang được đồ cung cấp cho bà con mấy cái đồ nướng cà trê với gà. Cái khá này đẹp hơn cái suối Alin hôm trước, cái biết chứ, vì cái suối Alin cái mái nó lợp hoàn toàn bằng ni lông nhìn không được đẹp. Còn trên này thì tranh tre nữa lá, gần gũi với thiên nhiên. Rồi đi qua cái cầu tạm. Rất là treo leo, rung rung cũng khá hấp dẫn. Trên cả cục đá người ta có đánh dấu móc tọa đồ đồ gì đấy, làm dấu. Lôi qua cái chỗ này. Ồ, rất là trơn, rêu. Khi mà gặp trơn rêu như thế này, tốt nhất là đi dập nhựa quý vị. Lời có sông có suối, đi dập nhựa. Có cái đồ bám về đá rêu tốt. Rồi, đợi lên được các cái mỏm đá khô rồi. Ôi dồi, ôi. Nguy hiểm. Cắt. Bây giờ chúng ta đi khám phá lên bên trên rồi đi về xem sao. Quý vị thấy cái khe này, nó cái đoạn này là cua, cái đoạn này là thượng nguồn quý vị.
nó cong phê như thế này. Đấy. Cái góc cong của nó khoảng tầm 90 độ ấy. Cái đoạn này chúng ta thấy cong rồi đúng chưa? Cái khu ba con vừa rồi tạm vào bên quay hồi nãy giờ là nằm dưới kia. Đi ngược cái thượng nguồn thì chúng ta thấy chỉ có cát là chủ yếu, nó không được đẹp. Về dưới hạ nguồn thì sao bên chưa khám phá, nhưng mà đoạn này quý vị thấy đã lượm chùm tạo thành cái thể quang cảnh nước non hữu tình, nó đẹp hơn. Bây giờ tiếp tục chúng ta đi ngược về quý vị. Quý vị thấy nghe tiếng bên lồi chưa? Tiêu giống như lồi lụt. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Ở Huế có những cái cảnh này, thế như cái khe này mới được đưa vào khai thác quý vị. Cái đường lên tới cái khe này còn rất là hoang sơ. Và thậm chí quý vị thấy ở đó, ở ngoài kia, cái chỗ đất đỏ 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 ấy, người ta đang mở đường đi vào quý vị. Bắt đầu cái đoạn này thì chúng ta thấy có nhiều cái chòi, chòi tranh tre nữa là tập trung sẵn sạc nhau trên cả cái mỏm đá. Và đã có các cái khu vực vùng nước có bà con tắm. Ồ, đi tiếp khám phá cái vẻ đẹp của cái khe đầy này. Chỗ này được chạy qua cả cái khe đá rất là đẹp. Đi xuống nhìn tới dưới này rồi vẫn còn quý vị. Vẫn còn cả cái vùng tắm được. Đoạn này đã lượm chùm. Lau sậy tùm lum. Rêu trơn. Ồ, khu vực suối chỗ này đẹp quá. À không? Đấy. À. Đấy. Con cu tầm thích quá. Đi qua cái chỗ này cả là bụi cây cối treo leo, thậm chí bên trong đây còn có cả cái nhà nữa quý vị, để giữ cái thượng nguồn sau hồi nãy luôn. Đây vẫn còn chòi một loạt luôn. Đoàn dưới này xa thế này rồi cũng còn chơi rất là nhiều. Đây là cái chỗ nhà bếp quán người ta phục vụ quay khu khác. Cái chỗ này bên tưởng là chơi với khu vực bên ngồi là hết rồi, bây giờ không ngờ tới đây vẫn còn chơi ở đây người ta vẫn có đơn số quý vị. Chào em.
Rồi quý vị thấy nhìn về phía Hà Nguồn, có vẻ dưới kia vắng rồi. Nhìn lên lại, chúng ta nghe cái nhạc còn nhỏ, có nghĩa là ở đây vẫn còn nghe được cái nhạc từ trên kia, cái chỗ mà mình vừa đi qua, đấy. Đứng đây ta ngắm lại cái chỗ phía Hà Nguồn quý vị, chúng ta thấy không có bóng người rồi đúng không? Trở lại hoang sơ rồi, chỉ có cái đoàn ở giữa này thôi, nó có một cái sổ vụn. Tạo toàn cái khu vực có thể vui tắm cũng như là nước chảy róc rách, rất là đẹp, cho nên cho bà con đến đây cũng như là kinh doanh vui chơi. Rồi bây giờ chúng ta trở lại xem thử cái gì chín chưa, ăn uống rồi tắm rửa. Cái chỗ vụn nước dưới này người ta có căng cả cái dây chéo nhau, chắc là để ngăn cả cái khu vực sâu cũng như là cái bình xi bị trôi, giữ lại cho các đứa trẻ được an toàn hơn. Đi hồi thịt nai chín ra. Bây giờ chưa có nướng ít á. Ngon thơm. Chào đất cường. Mát không? À. Về rồi mà chưa có chế chín hết, chưa ăn được.